Thiết quân luật là gì? Khi nào thì ban hành thiết quân luật? Thiết quân luật là biện pháp quản lý nhà nước đặc biệt có thời hạn do quân đội thực hiện. Khi an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở một hoặc một số địa phương bị xâm phạm nghiêm trọng, tới mức chính quyền ở đó không còn kiểm soát được tình hình, thì Chủ tịch nước ra lệnh thiết quân luật theo đề nghị của chính phủ. Trong thời gian thiết quân luật, việc quản lý nhà nước tại địa phương thiết quân luật được giao cho đơn vị quân đội thực hiện. Các biện pháp đặc biệt được áp dụng trong thời gian thi hành lệnh thiết quân luật bao gồm: cấm hoặc hạn chế người, phương tiện đi lại, đình chỉ hoặc hạn chế hoạt động tại các nơi công cộng, cấm biểu tình, đình công, bãi thị, bãi khóa, tụ tập đông người, bắt giữ hoặc cưỡng chế cá nhân tổ chức có hoạt động xâm hại đến quốc phòng an ninh phải rời khỏi hoặc cấm đi khỏi nơi cư trú hoặc một khu vực nhất định, huy động người, phương tiện của cơ quan tổ chức cá nhân, quản lý đặc biệt đối với các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, v.v. Kiểm soát chặt chẽ cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, phương tiện thông tin, hoạt động báo chí, xuất bản, cơ sở in, sao chụp, việc thu thập sử dụng thông tin. Mọi hoạt động tại địa phương thiết quân luật phải tuân thủ lệnh thiết quân luật và các biện pháp đặc biệt. Và tòa án quân sự là cơ quan có thẩm quyền xét xử tất cả tội phạm xảy ra trong địa bàn thiết quân luật. Khi tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương thiết quân luật đã ổn định, thì Chủ tịch nước ra lệnh bãi bỏ lệnh thiết quân luật theo đề nghị của chính phủ. Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn của người chỉ huy đơn vị quân đội, cơ quan, tổ chức, chính quyền địa phương liên quan thi hành lệnh thiết quân luật, lệnh bãi bỏ lệnh thiết quân luật. iThông, ứng dụng tra cứu mức xử phạt giao thông trên điện thoại do Thư viện Pháp luật phát triển. Với iThông, bạn có thể tra cứu mức xử phạt giao thông bằng giọng nói hoặc từ khóa, tra cứu nhiều loại biển báo, tự học thi bằng lái xe, xem các bài viết tin tức mới nhất về giao thông. Đặc biệt, bạn có thể sử dụng iThông ngay cả khi không có mạng Internet. Còn chờ gì nữa, trải nghiệm ngay ứng dụng iThông của Thư viện Pháp luật các bạn nhé.